nói về định nghĩa về chị Vân, Isaac nghĩ là không phải vì mình Isaac đâu, mà sẽ có rất là nhiều người sẽ có rất là nhiều định nghĩa về chị Vân. Không có cái hình ảnh nào để mà so sánh được với cả bà nội cả. Bà nội này bà không có bánh bèo gì chứ. Bà không có kiểu ngôi sao điện ảnh. Vị trí của đạo diễn cũng là vị trí của chị Vân, và vị trí camera chắc khung hình cũng là vị trí của chị Vân, và người cầm kịch bản, sửa kịch bản cũng sẽ là vị trí của chị Vân. Vân chính là người đầu tiên đã làm cho chương trình Nhịp Tim Việt Nam được biết đến ở Việt Nam. Mình thấy được ở chị một cái niềm đam mê rất là lớn và không mệt mỏi. Có những cái điều mà khi mà chị Vân làm á, mình phải giật mình. Thích tự mình đóng những cảnh nguy hiểm. Mỗi lần có tai nạn ở trong phim trường thì nó giấu hết trơn. Không thích bẩy ra khỏi nhà cũng không ra. Tại sao những cái ý tưởng này, tại sao những cái sự liều lĩnh này nó có thể đến từ một cái người phụ nữ mà nhỏ nhắn như vậy? Nói chuyện thì chị hòa tay múa chân và chị nói rất là passionate, rất là đam mê. Vân không bao giờ chịu chấp nhận như vậy là tốt. Mình thấy rằng em mình nó trả giá bằng cái mạng sống của nó. Nó có thể nó chết luôn đó. Ai cũng nói trời ơi, có con gái làm nghệ thuật sướng quá hen, mà mình trong bụng sướng cái gì đâu, trời ơi muốn chết trong mình. Ở quê thì 9 giờ cúp điện rồi, chỉ còn lại có ánh sáng của mặt trăng thôi. Vân bất chợt nói với tôi, nói má ơi cho con mặc áo lòng đỏ đi, đặng con lên mặt trăng con múa. Thì tôi mới hỏi sao lên mặt trăng được. Nói con lên nóc nhà rồi con leo qua ngọn cây thì con lên mặt trăng, mà con phải mặc áo đầm đỏ nè, múa người ta mới ở dưới này người ta mới dễ thấy con. Nói vậy đó. Mình có một cái thói quen là chia cuộc đời mình ra thành từng chương. Giống như từ 1 tuổi cho tới 10 tuổi là một cái chương mà mình chỉ có hồn nhiên thơ mộng, sống với lại đúng cái tuổi thơ của mình. Bé Vân hồi lúc còn nhỏ đó thì rất là yêu ca hát, rồi thích đóng phim. Buổi trưa buồn cái lên cái đi văn nó như là giống như cái sân khấu vậy đó, rồi cái đóng cái phim Sơn Tinh Thủy Tinh. Thích ca hát, thích múa, nhưng mà Vân không có mắc cỡ giống như những đứa nít khác. Ở nhà, ở dưới quê, ở hàng xóm ai cũng mê nó hết trơn. Cái đó phải cần nhiều vai, giống như Sơn Tinh, rồi Thủy Tinh thì một mình Vân làm luôn. Đứng bên đây thì đóng vai Sơn Tinh, bước bên đây thì đóng vai Thủy Tinh. Vân rất là ham mê múa và hát. Lúc đó mặc dù mình đã 10 tuổi rồi nhưng mà cái suy nghĩ của mình vẫn còn rất là ngây thơ. Mình cứ nghĩ là đi mẹ bảo đi nước ngoài hay là đi Mỹ vào thời gian đó thì nó chỉ là đi lên trên một cái tàu xong rồi mình đi vài hôm rồi mình quay về. Đứa con nít 10 tuổi đang sống rất là hạnh phúc với gia đình, rồi tự nhiên bị mất gia đình, mất hết. Không còn ai hết, không còn anh, không còn mẹ, không còn ai hết. Thì nó đưa cho mình một cái sự khủng hoảng về tinh thần kinh khủng lắm. Nhưng mà tại vì mình là con nít cho nên mình giận thì mình có giận gia đình mình lắm. Mình cũng cảm thấy mình nhớ, rồi mình giận, rồi nhưng mà mình bởi vì mình là con nít, mình đâu có biết mình sẽ phải làm cái gì với nó, cho nên mình phải chấp nhận. Chương thứ hai là từ 10 tuổi tới 20 tuổi là một cái chương mà mình học tất cả những cái gì mà cuộc sống nó muốn dạy cho mình. Mình học hết để mình hình thành được một cái cá tính của mình. Con gái khi mà mới lớn lên thì mình mộng mơ lắm. Mình mơ cái này, mình mơ cái kia, mình đọc sách, mình mong muốn nhiều thứ lắm. Nhưng mà ngược lại khi mà mình đã không có được những cái mà mình cần có nhất trong cuộc sống, đó là gia đình,
rồi bạn bè mình cũng không có thể nào mở lòng ra để mình quen với họ nữa, cho nên mình trở thành một cái đứa con gái mà mình khép kín lắm, mình không nói năng nhiều, mình không có giao tiếp, mình chỉ biết tập trung vào việc học mà thôi. Thường thường trong cuộc sống những cái gì mà nó không tốt với mình thì đến cuối cùng thì cũng sẽ có phép màu. Phép màu đó là người ba nuôi của mình. Ông trực về, ông cho mình đi học những cái lớp ngoài giờ. Tất cả những cái khả năng yêu thích trong cái cơ thể của mình, từ cái sự sáng tạo cho tới những cái tài năng mà mình đã giấu trong người lúc đó, nó mới bắt đầu được phát huy. Ông trực về mới là người thúc đẩy để mình có thể cho mình cái cơ hội để mình có thể làm tốt hơn, trau dồi những cái kỹ năng đó trong bản thân mình. Thì mình mới biết được rằng là mình muốn trở thành một cái người làm hành về giải trí, và mình vẫn muốn mình trở thành nghệ sĩ. Welcome to the world of MTV Pilot. Please enter your code name. You selected Veronica. Please enjoy the game. Cái việc đầu tiên mà mình mong muốn để được làm là làm người mẫu thời trang. Bởi vì vào cái thời điểm đó, người mẫu thời trang là một cái gì đó rất là thịnh hành. Có nghĩa là những cái tạp chí thời trang, những cái cô gái mà áo dài rồi eo thon, eo nhọn rồi make up rồi đẹp đẽ lắm. Mình mới nói với mẹ mình đó là con muốn đi thi hoa hậu. Hồi đó nó về Việt Nam á, nghe nó đi thi hoa hậu thì mình cũng cản. Mình nói con ơi, gái Việt Nam đẹp đẹp không à, nó chỉnh sửa tùm lum, còn con nguyên si vậy thì sao mà đậu. Thì lúc nó về là mình còn nhà quê lắm, còn không biết chân diện, không biết make up gì hết. Thì có anh Phong với anh Vũ, thì hai ông anh mình cũng muốn giúp. Biết là nó là cái may mắn hay là có một cái trời phú, một cái trời sinh cho, hay là má sinh cho Vân có một cái ngoại hình rất là đẹp. Hai ông anh mới đi đăng ký cho mình thi hoa hậu. Đã, con đã ở nước ngoài 10 năm rồi, con có biết gì đâu mà ứng xử. Gớt liền. Thôi mày đừng có đi thi, mày thi là mày gớt từ vòng ngoài vòng giữ xe lận. Chứ đừng có nói mày vô, bây giờ con gái Việt Nam đẹp lắm. Mà nhìn là mày giống như con dịch vậy đó, còn người ta là thiên nga. Mà nói gì nói nó cũng đi. Rồi cái nó gọi điện về, nó nói nó đậu Á hậu. Tôi rất là giật mình. Thực ra là trong cái sự nghiệp của Vân, là Vân muốn rất là nhiều thứ, nhưng mà gia đình chưa bao giờ nghĩ rằng là Vân có thể làm được. Chắc có lẽ cũng có tài thì mới chủ được chứ. May thì có đó. Đến với ca sĩ cũng vậy nữa, mình đòi đi làm ca sĩ ở nhà ai cũng kiểu mày không làm ca sĩ được đâu, tại vì mày hát rất là dở, mày hát không có đủ hơi, người ta hát hay muốn chết, mày hát làm gì. Cho tới một ngày thì mình làm được tiền rất là nhiều, và mình rất là nhiều show. Những cái người đầu tiên mà Vân cần phải chinh phục đó là gia đình của Vân. Ca sĩ, người ta hát ở thính phòng thì người ta ngồi, người ta lắng nghe cái chất giọng, cái âm thanh. Nhưng mà ở Vân á, Vân bước ra sân khấu thì người ta quên luôn cả nghe nữa. Vân biết là Vân hát không hay, nhưng mà Vân ở một cái mảng giải trí là Vân làm cho người ta thích xem, thích nghe, thích nhìn. Vân is a very quiet person. She always is a peacemaker in a group. Sau khi mà mình có cái cơ hội đóng phim hành động Điệp Viên Phấn Hồng của MTV Asia châu Á, vừa được đóng phim ở nước ngoài đi về thì cái sự háo hức để tham gia một bộ phim khác, mà nhất là phim hành động nữa, thì mình vẫn còn rất cái cảm xúc nguyên vẹn và mong muốn ở trong cái người của mình. Mình nghĩ là ôi, những cái gì mà mình làm được cho nước ngoài thì ước gì mình được đóng phim hành động ở Việt Nam. Vô tình lại nhìn thấy bìa Đất Mũi có anh Johnny Chí Nguyễn, thì mình mới nghĩ là ủa, anh này là ai vậy ta? Thì lật vào trong thì mới thấy là lúc đó có một cái bài viết viết về anh em nhà họ Nguyễn, Charlie Nguyễn và Johnny Chí Nguyễn, là vừa ở nước ngoài về Việt Nam và chuẩn bị làm một bộ phim hành động. Ủa, bây giờ người Việt Nam cũng bắt đầu làm phim, và bắt đầu cũng làm phim võ nữa. Mình nhớ là mình khép cái cuốn tạp chí đó lại, và mình đã nói với ông anh của mình là em muốn gặp mấy người này, em muốn đóng phim của cái anh này nè, cái anh Việt Kiều này nè. Lúc đó anh là cái người nhận show, mình đã nhận show người ta rồi, mình phải chịu cái trách nhiệm lời hứa. Thì nào ngờ đâu khoảng chừng 3 ngày sau thì mình nhận được một cuộc điện thoại, và họ yêu cầu mình qua casting. Từ bên ngoài thì thấy mình yếu liễu đào tơ lắm, nhìn không có một cái khí chất gì của một người đã nữ hay là một diễn viên hành động hết trơn á. Mình qua đến nơi thì anh Charlie có đưa mình với lại anh Johnny vào trong phòng và đọc thử một cái phân đoạn.
thì với cái giọng mạnh mẽ của mình thì nó ngay vào thời điểm đó thì nó lại thích hợp với lại cái cô bé vai Thúy mà là nghĩa quân trong cái cuộc kháng chiến đó. Sau này thì mình mới nghe Charlie kể lại là sau khi mình đi về á, anh Chí Nguyễn ảnh từ chối, anh nói là mình không có thích hợp cho vai diễn này. Mà lúc đó là mọi người đã casting từ Bắc vô Nam, những nơi nào mà có những người diễn viên nữ Việt Nam á là họ đã casting hết rồi, và mình là một trong những người cuối cùng. Thì Charlie ngược lại nói là Vân chính là Thúy trong dòng máu anh hùng. Johnny mới đưa Vân vào một cái lịch tập thử để xem coi cái Vân có tiếp xúc được về hình thể, về sức khỏe, có đáp ứng được nhu cầu cho một cái người diễn viên hành động hay không. Vân đã tập rất là chăm chỉ trong vòng một tuần và Vân tiến bộ không ngờ. Quay trở lại thực tế thì thời đó Vân là ca sĩ. Mình thấy cái nghề ca sĩ ấy, kiếm tiền nó dễ dàng mà nó thuận lợi lắm. Thì lúc đó Vân bỏ cái ca sĩ mà lấn qua bên diễn viên thì mình cũng tiếc. Mà nếu như mà Vân nhận cái phim Dòng máu anh hùng này là Vân không thu nhập. Đó anh cũng bị sốc lắm. Cao điểm của mình kiếm tiền cho nên anh không có muốn Vân phải bỏ ca hát. Bên này thì là một cái cơ hội mở ra một cái gì mới, một cái thử thách mới. Mà cái thử thách đó nó đang đưa cho mình là những cái đam mê mà mình mong muốn hồi xưa giờ mình muốn làm. Thậm chí anh còn hăm he là nếu mà em cứ lấn qua bên đoàn phim thì có thể anh tới phá đoàn phim, anh đốt đoàn phim luôn. Và bây giờ mình phải làm sao? Mình cứ phải đắn đo, mình phải suy nghĩ cho thật kỹ. Buổi chiều hôm đó thì Vân ngồi trong một cái xe, chiều mưa tầm tã vậy đó, ngồi ở trong xe, bụng thì rối bời à. Bởi vì bên đoàn phim đã nói là bây giờ em phải trả lời. Tại vì nếu mà em không trả lời thì anh sẽ đưa cái vai diễn này cho một người khác. Mình đứng ở cái chỗ cái tích tắc là một là mình gật đầu, hai là mình lắc đầu. Và nếu mà mình gật đầu thì cái cơ hội này nó sẽ, cái cửa này nó sẽ mở ra. Còn nếu mà mình lắc đầu thì mình sẽ rẽ một cái hướng khác. Thì cái tích tắc đó nhiều khi nó làm mình phân vân dữ lắm. Mà cái tích tắc đó là có thể gọi là cái tích tắc quyết định lên tất cả cái tương lai của mình. Say yes or no. Nhiều khi đối với những cái lúc nào mà mình cảm thấy mình phân vân thì mình hay lựa chọn, mà lý trí mình nó nói nhiều thì cái tiếng nói thì mình không nghe rõ đâu. Nhưng mà tự nhiên ngay lúc đó thì cái tiếng nói này nó rất rõ. Mà Vân có thể nói ngay là cái tiếng nói này là cái tiếng nói từ con tim. Và mình đã nghe lời theo con tim của mình mạch bảo, và mình đã nhắn tin cho anh Chí Nguyễn là mình nhận cái vai này. Và từ đó nó mở ra một cái cơ hội, nó đẩy mình đi một cái hướng đi khác. Cái tích tắc đó và cái tiếng nói đó nó đã làm nên một Ngô Thiên Vân ngày hôm nay. Và chánh sở mật thám Nam Kỳ cảnh báo rằng nếu không đề cảnh còn bất cứ một hành động trong pháp nào nữa thì chúng ta sẽ bị xử bắn mà không cần đem xét xử. Đây là một cái bẫy mà tôi là con mồi để bắt cha tôi chứ gì. Cậu thông minh lắm. Thì quay trở lại với Dòng máu anh hùng, tại sao mình lại có được cái khả năng mình có thể vượt qua được tất cả mặc dù nó rất là khó. Trong cái khoảng thời gian thực hiện hai bộ phim này thì nó có một khoảng thời gian là Vân bị chấn thương. Một cái máy 44mm, thời đó là máy phim nhựa, nó rớt vào mu bàn chân và nó làm cái mu bàn chân Vân bị nứt. Bị cái máy ngã gãy cái xương. Rồi mà biết gãy xương phải bong gân thì không nói gì, gãy xương, cái xương nó đau lắm. Mình nhúc nhích là đau. Mình nghĩ là vậy là xong rồi. Nghĩ là không thể nào mà quay tiếp tục quay được. Thời điểm quay trận đánh cuối cùng là trận đánh quan trọng nhất của bộ phim. Mà ngay khoảng chừng một tuần trước khi trận đánh đó xảy ra thì Vân bị chấn thương. Chụp x-ray ra là bó bột, không đi được luôn. Bị tâm lý rất là nặng nề, giống như mình bị sang chấn tâm lý luôn. Kiểu là giống như là ôi chết rồi, mình lần đầu tiên mình đóng phim hành động rồi mình bị thương như thế này và không biết nó có bị ảnh hưởng gì tới chân của mình, không đi được nữa rồi sao. Hơn 100 người trong đoàn phim họ thấy như thế nào nếu mà mình bỏ cuộc á. Mình phải hy sinh bản thân cho một cái gì đó nó lớn lao hơn. Diễn viên Ngô Thanh Vân trong phim
giấc mơ của cái mặt trăng đó hình như là nó liên tục đi theo mình trong suốt cả cái giai đoạn mình lớn lên. Rồi đi đến tới Na Uy, cứ mỗi lần mà mình cảm thấy mình bế tắc trong cái suy nghĩ của mình ở một cái cô bé còn quá trẻ thì cái việc duy nhất mà mình làm là mình nhìn lên mặt trăng. Nếu mà mình đi hoài như vậy thì rốt cuộc mình được cái gì? Cho nên quan trọng nhất của mình ở cái ngưỡng cửa 30 tuổi là mình muốn mình phải đặt cho mình một cái nền tảng. Mình phải mở một cái công ty để cái công ty đó thì trở thành một cái nền tảng để mình có thể đi xa hơn. Rồi mình trở thành bà bầu, sản xuất ra nhóm nhạc 365. Ngày xưa Vi với lại chị Vân với 365 khổ lắm. Mỗi người xung quanh đều hy vọng rất là nhiều. Một người không biết hát, không biết nhảy nè, không biết diễn xuất và không biết gì hết, mà được vào một cái dự án lớn nhất của chị mà chị đã phải bỏ ra tới 6 năm của mình. Nếu như không phải chị thì không ai có thể nhìn ra được như điều này. Ca sĩ cần nhất là gì? Cần nhất là một cái hit. Nhưng mà 365 không có cái bài đó. Cái gì cũng phải làm gấp 5 lần người ta hết. Cái tiền thu về thì chỉ bằng một mà thôi. Chị Vân gần như là làm không chỉ nghĩ cho bản thân mình, mà chị Vân còn nghĩ cho những cái điều nó lớn lao hơn. Mình đã chứng kiến được chừng ấy năm chị đã không quan tâm gì đến cái sự nghiệp của mình để mà chị lo cho tụi mình. Nên là mọi thứ bây giờ khổ đó tụi anh đó, nó cũng không thành vấn đề. Bởi vì chỉ có khi mà mình khổ tới bước đường cùng mình mới bơi thôi. Xin chúc mừng 365, xin chúc mừng. Người đầu tiên mà 365 muốn nhắc đến, chị Ngô Thành Vân. Cảm ơn chị rất là nhiều bởi vì cho 365 cơ hội được đến với nhau và đứng trên sân khấu biểu diễn. Em cảm ơn chị rất nhiều. Chị Vân là người đã tin tưởng vui rất là nhiều, đã dùng rất là nhiều thời gian ngồi với Jun và cho Jun hiểu được có những thứ mình phải cố gắng mình mới được đạt được. Cái mà mình có được đó là cái kinh nghiệm sống. Mình đã đi nhiều, mình đã học nhiều và mình trải nghiệm nhiều. Và những cái trải nghiệm đó là những cái vạch lằn, những cái đích đến mà mình tự đặt ra cho bản thân mình. Thành lập Studio 68 hỗ trợ thêm cho những đạo diễn trẻ. Ngô Anh Vân mang được cái năng lượng của coi như là phim hành động đó đi ha, vào trong công việc. Đó là cái người cho những người trẻ cơ hội. Chị nói chuyện thì chị hòa tay múa chân và chị nói rất là passionate, rất là đam mê. Và chị đã là đàn chị rồi. Chị đã là cái người đứng đằng trước mũi tàu và chị đứng ra để chị chịu những cái rủi ro đó rồi. Thì cái nhiệm vụ còn lại của mình chỉ là làm tốt nhất. Trong bất cứ một cái đường hầm nào khi mà mình đi á, cho dù nó tối tăm cỡ nào, nếu như mà mình vẫn cứ tiếp tục đi á, thì ánh sáng của cuối đường hầm nó sẽ xuất hiện. Khi mà mình được cái sự giúp đỡ của ông Thuyền Ve đến với cuộc sống của mình thì mình có cảm giác như nếu như mà mình có thể giúp đỡ lại những người khác thì chuyện đó là quá tốt. Vân chính là người đầu tiên đã làm cho chương trình Nhịp Tim Việt Nam được biết đến ở Việt Nam. Từ ngày mình đến với lại Vết Sẹo Cuộc Đời thì mình mới cảm giác rằng là thực chất những cái gì mình cho đi mới thực sự ý nghĩa. Nếu mình có một lý do đủ lớn, mình có một khát khao đủ lớn thì cái đó nó sẽ chạm đến rất là nhiều người. Một trong những cái người mà mình có thể nói tạo ra cái sự ảnh hưởng lớn nhất cũng giống như tạo ra một cái lý do mà để cho cái chương trình nó đi được xa nhất, đó là Ngô Thanh Vân. Đến nay đã 8 năm rồi, nhưng mà cứ mỗi lần nghĩ đến việc đó là nó lại nhắc nhở mình đến với lại người cha nuôi của mình. Còn tôi thì tôi thích chữ kiên định đối với cả Ngô Thanh Vân.
đây là một người phụ nữ mà rất là kiên trì mà để đi theo cái mà mình mong muốn. À, tức là cái người phụ nữ này nó quá là mạnh mẽ đi, và tôi nghĩ là không gói gọn Ngô Thanh Vân vào trong một cái từ diễn viên hay một ca sĩ hay một cái người làm giải trí nào cả, mà tôi nghĩ là đã đến lúc thì mọi người nên nhìn nhận về bạn của tôi giống như là một người làm nghệ thuật. Tôi ví dụ như này là đúng hơn này, một công cụ đa năng ấy, đi ra siêu thị mua một công cụ ấy, đúng không, về đa năng khoa cũng được, mài cũng được, đóng đinh được, vặn ốc được, vặn vít được, thì chắc cũng giống thế, bởi vì diễn viên cũng được, hát cũng được, múa cũng được, đạo diễn cũng được, sản xuất cũng được, tính tiền cũng được, cái gì cũng được. Nhưng mà tôi tin rằng ấy, Ngô Thanh Vân không chỉ là cái niềm tự hào của chúng tôi đâu, đúng, mà sẽ là niềm tự hào của tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng những người nào quan tâm đến điện ảnh Việt Nam, quan tâm đến làng giải trí Việt Nam thì chắc chắn sẽ biết đến Ngô Thanh Vân. Cùng lúc đấy thì lại có nhiều cơ hội với những cái bộ phim và những dự án nước ngoài nó quay trở về. Và cái cơ hội tiếp xúc cho cái dự án đầu tiên đó là cái dự án Ngoại Hổ Tàng Long 2. Vân cảm thấy mình rất là may mắn là bởi vì nó không đến sớm hơn. Giả sử như nếu mà 2006 sau Dòng Máu Anh Hùng ra và được nổi tiếng trên khắp thế giới, cái cơ hội thế giới nó tới liền á, chưa chắc Vân đã làm được. Vân sẵn sàng ở đây là bởi vì Vân già dặn hơn rất nhiều, Vân có kinh nghiệm về diễn xuất hơn rất là nhiều, và Vân có nhiều tự tin hơn bởi vì Vân đã có thành công nhất định ở thị trường Việt Nam rồi. Lần đầu tiên bước vào một cái ekip mang tầm cỡ Hollywood ấy, thì Vân bị choáng ngợp về mọi mặt. Nói nôm na là mình là một đứa đã nữ đại diện cho Việt Nam đi ra ngoài đó giao lưu với người ta và đóng phim với người ta, thì dù ít dù nhiều phải làm nở mặt nở mày cái đất nước mình chứ. Thời gian chờ là mình chờ dài, chờ nhiều khi 14-15 tiếng đồng hồ mà ngồi trong một chiếc xe chờ á, Vân không dám ngủ luôn. Không dám ngủ, tại vì sao? Tại vì nếu mà lỡ mà mình ngủ mà người ta kêu mình cái mình ra một cái mà mình còn bị kiểu say giấc, mặt mình nó hơi ngu là mình bị mất đi cơ hội để chứng tỏ với người ta rằng là à, đất nước tôi cũng có tài năng, đất nước tôi cũng có những người rất là nghiêm túc và tôi là một trong những người đó thôi. Mình không dám cho mình một cái cơ hội để làm sơ hở một cái gì hết. Và càng ngày khi mà mình bắt đầu mình quen dần với cái việc làm như thế nào để có mặt trong một cái bộ phim lớn tầm cỡ quốc tế như vậy á, mỗi một cái dự án mà Vân tham gia thì nó lại cộng hưởng thêm cho Vân một cái sự tự tin nữa. Sau này đến Bright và đỉnh điểm là Star Wars. Hi, I'm Veronica Ngô and I play Resistance Gunner in Star Wars The Last Jedi. Star Wars thì nó lại cả một cái sự ngỡ ngàng khác. Ngay ngày đó thì với cương vị hai người bạn thì chúng tôi cũng nói chuyện với nhau là bây giờ mày còn cố gắng cái gì nữa? 48 tiếng, 72 tiếng bình thường, không cần ngủ. Bởi vì Star Wars là một cái tập phim về một cái vũ trụ riêng của nó qua nhiều thế kỷ rồi. Có nghĩa là nó đã nổi tiếng qua cả 3-4 thế hệ rồi. Khi mà được nhận cái vai diễn này á, thì mình hoàn toàn bất ngờ. Người Việt Nam mình không có cái văn hóa coi cái thể loại phim này. Mình rất là lo lắng, tại vì nếu mà mình có nền tảng, mình có sự hiểu biết thì mình sẽ rất là tự tin. Còn cái này mình làm một cái việc, mình chuẩn bị nhận một cái vai diễn mà mình hoàn toàn mình không có một chút xíu hiểu biết về nó và không có một nền tảng nào để cho mình cảm giác là ok, tôi tự tin tôi nhận cái vai diễn này. Vân nghe tiếng Mỹ á, là nhiều khi Vân còn phải tập trung dữ lắm để Vân nghe rồi. Còn khi mà Vân nghe tiếng Anh bằng giọng Anh á, là giống như là mình nghe một cái thứ tiếng mà mình hoàn toàn không hiểu. Bởi vì và cộng thêm nữa họ nói quá nhanh. Là ôi chết rồi, bây giờ họ nói cái gì tôi cũng không hiểu hết trơn, thì làm sao tôi làm được cái việc mà tôi phải đóng cái vai diễn nó như thế này. Mệt lã cả người, không phải là tại vì mình vận động tay chân hay là vận động thân thể của mình, mà mình phải vận động đầu óc của mình quá nặng nề. Tại vì mình phải cố gắng để mình tập trung, để mình hiểu người ta nói cái gì. Let me go in and lie down. Yes, yeah. And see how it looks like. Okay. Lúc đó mình 10 tuổi thì mình bước qua một cái đất nước mới. Khi mà nỗi sợ nó quá lớn để bao trùm lấy mình thì mình chỉ biết là mình cố gắng để mình tồn tại thôi. Là mình thấy lại, mình lại đối mặt với cái nỗi sợ, một cái nỗi sợ là mình không biết là mình phải đi đâu, về đâu.
giống như một cái nỗi sợ là những ngày đầu tiên mình đi đến Na Uy vậy đó. Nó có tiền bạc rồi, tiền thì mình không biết bao nhiêu là cho đủ. Còn danh tiếng thì ai cũng biết hết rồi, trong nước, ngoài nước hay là ở nước ngoài họ cũng biết. Nếu mình có mong ước thì mình mong ước cho nó có sức khỏe. Má thì hay á, má thì hay mong cho nó có gia đình hay là có một cái tổ ấm gì đó. Nhưng mà anh thì anh mong cho nó có sức khỏe. Anh luôn ủng hộ Hồng Vân ở mọi mặt. Tại vì anh biết nó làm cái gì nó cũng làm tới nơi tới chốn. Cho nên anh ủng hộ, đặc biệt nó có sức khỏe, niềm vui là ok. Mình lớn lên, mình dệt một cái giấc mơ là mình sẽ leo lên mặt trăng, mình đứng một mặt cái áo đầm màu đỏ. Thì nó khác xa với cái việc là lái một cái chiếc du thuyền ở ngoài cái vũ trụ ở đó. Nhưng không, có nghĩa là cái giấc mơ này nó hoàn toàn khác với những cái gì mà Vân đã dệt nên. Ước mơ của mình là đóng phim Hollywood mà. Thì bây giờ mình đã đóng phim Hollywood rồi. Mình đã đứng ở một cái đỉnh điểm mà mình đã ước mơ bao nhiêu năm qua. Má cứ nghĩ trời, nếu mà mình thay thế cái già cho nó được. Ý hai cũng thế. Ý hai không có sợ mình già mà ý hai sợ nó già. Chưa chắc đã leo lên mặt trăng, đứng đó để mọi người chiêm ngưỡng lại là một cái hay ho. Bởi vì chỉ có khi đứng trên mặt trăng thì mình mới biết là nó làm cho mình cô đơn đến chừng nào, nó làm cho mình cô độc đến chừng nào. Cái gì cũng có một cái giá để trả hết. Vân nghĩ rằng là hai Phượng đã đưa Vân đến một cái đỉnh điểm mới. Một cái đỉnh điểm mà có thể nói như là rất gần với mặt trăng ở cái giấc mơ riêng của bản thân mình. Cái đỉnh điểm mà mình đặt ra, nếu mà chưa ai phá thì bắt buộc mình phải phá nó thôi. Mình đã rất gần với mặt trăng rồi, nhưng mà nó không đẹp như mình tưởng. Nó không làm cho mình hạnh phúc giống như là mình đã từng khao khát và mơ ước. Nhưng mà đổi lại thì nó phải trả bằng cái giá của một cái sự cô đơn, một cái sự lạnh lùng, một cái sự một mình lẻ bóng đứng ở đó. Chỉ có khi nào mình thật sự đứng ở cái đỉnh điểm mà mình vạch ra rồi, mình mới hiểu rằng là thực chất những cái gì mình đưa ra nó chỉ là một cái khao khát và mong muốn cho bản thân mình thôi. Vâng, nó là một cái xe đó. Chúng tôi xin được thời đến quý vị. What brings you here? To space and go for the land mass which is seen as red north. Let me do it then. Yes. Tôi lại quay trở lại bước bắt đầu. Và tôi lại bắt đầu tìm cho mình một cái gì đó mới hơn để mình phấn đấu, để mình đi tiếp. Mình đã đến quá gần. Bây giờ mình muốn cái gì nữa?